Lá mơ, bà con biết lá mơ hết bà con. Lá mơ cũng có người gọi là lá thúi địch, nhưng mà thúi địch người ta gọi thét thành thúi địch. Lá mơ hay là lá thúi địch là những người không nên ăn, và những người có bệnh như vậy là không nên ăn bà con à. Ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có bệnh đường ruột, người bị dị ứng, người có vết thương hở, dương thấp, đi ngoài phân lỏng là vui lòng đừng ăn lá mơ hay là lá thứ địch này bà con ạ. Ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên vui lòng những người có bệnh ở đây, vui lòng đừng ăn là người có bệnh đường ruột, người bị bệnh dị ứng, người có vết thương hở, dương thấp, đi ngoài phân lỏng là vui lòng đừng ăn nha bà con. Ăn vào không tốt gì cho sức khỏe cả. Lá thứ địch hay là lá mơ nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó tốt cho đường tiêu hóa đầy bụng, nó tốt cho viêm đại tràng, tiêu chảy, giảm thanh nhiệt, giảm độc, tốt cho dạ dày, kháng viêm, kiết lỵ, suy dinh dưỡng trẻ em, nó trị được vuông sáng, giảm đau xương khớp, viêm đại tràng, bí tiểu tiện, ho, cảm trị ghẻ. Mà khi ta ăn không quá 50g một ngày, ăn liền liền 6 ngày. Nếu bà con ta ăn liền liền 6 ngày thì phải nghỉ một ngày. Mỗi ngày ăn không quá 50g, bà con nhớ chú ý bà con ơi, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe, cho đường tiêu hóa, nó tốt cho đường bụng, viêm viêm cái đại tràng, tiêu tiêu cái mà tiêu chảy, giảm thanh nhiệt, giải độc, tốt cái dạ dày, kháng viêm, kiết lỵ, suy dinh dưỡng trẻ em, trị vuông, trị sáng, giảm đau cơ khớp, viêm đại tràng, bí tiểu tiện, ho, cảm, nó trị ghẻ, giảm ghẻ, tốt vô cùng bà con ha. Nhưng mà không phải tốt vô cùng như thế, bà con đã ăn bao nhiêu cũng được, ta chỉ ăn một ngày không quá 50g một ngày, không quá 50g một ngày, ăn 6 ngày liền thì bà con chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe, chào chào, vui trẻ khỏe đẹp bà con ơi.